Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Mika đây. Và trên bàn của ngày hôm nay có hai siêu phẩm đến từ thế giới Android, đó chính là Red Magic 8 Pro Plus và Samsung Galaxy S2 Ultra. Một bên thì là Snapdragon 8 Gen 1 và một bên thì sẽ là Snapdragon 8 Gen 2. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Clickbuy đã hỗ trợ cho mình chiếc Galaxy S2 Ultra để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả video để tham khảo nhé. Rồi, quay trở lại với nội dung chính của video thì show về mặt đa nhiệm này. Không có gì cả. Sau đó tiến hành khởi động lại. Samsung có cái nút khởi động cảm ứng này nó rất là tiện các bạn nhé. Đây cứ phải ấn giữ nút này. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Ok, như vậy là cả hai chiếc máy này đều đã khởi động lên và show các bạn xem về phần đa nhiệm nha. Không có gì cả. Vào luôn này. AnTuTu Benchmark 1, 2, 3. Điểm số trên Galaxy S2 Ultra nó rất là thấp luôn các bạn nhé. Ở đây các bạn sẽ thấy điểm chênh lệch về phần GPU rất là khủng khiếp, lên tới là hơn 200.000 điểm cơ. CR Racing 2. Ô, ngạc nhiên chưa? Quá ngạc nhiên luôn các bạn à. Hello neighbor. Ok. Angry Bird 2. Ok. Tembrun 2. Fruit Ninja 2. Trên Red Magic 8 Pro Plus thì nó có hệ thống tản nhiệt 3D các bạn nhé. Tức là nó sẽ tính theo thể tích, chứ nó không tính theo diện tích nữa. Các bạn cứ thử tưởng tượng là diện tích 1m² với lại thể tích 1m khối, nó khác biệt đến cỡ nào. Nói chung rất là khủng khiếp đúng không nào. Gangstar 4. Lúc đầu mình chỉ nghĩ là Red Magic họ trang bị cái quạt tản nhiệt trên những thiết bị gaming phone của họ ấy là lúc đầu mình chỉ nghĩ rằng là những cái dòng máy Red Magic ấy được trang bị quạt vật lý ấy, chủ yếu là để làm màu, để mà cho nó giống với lại những cái chiếc máy PC đó các bạn à. Vì một phần là nghĩ là cái quạt bé đó thì ăn thua gì. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì rõ ràng là mình đã sai. Quạt hoạt động rất là hiệu quả, rất khủng khiếp luôn. Mà nó vừa có tản nhiệt nước, rồi nó vừa có tản nhiệt quạt quạt lý nữa. Rất là khủng khiếp. Injustice 2. Trong năm nay là một cái năm rất là tuyệt vời, khi mà nó cũng đánh dấu cái cột mốc quay trở lại của Qualcomm. Đó, sau đó mình 8 Gen 2 đã quay trở lại rồi. Ô, lạ chưa kìa. Hill Climb 2. Đều nhau các bạn, máy game nhẹ đều nhau. Alpha 8, một tựa game bây giờ cũng đã gọi là game nhẹ rồi, load rất là nhanh. Ngạc nhiên chưa? Quá ngạc nhiên ấy chứ. Heist.
chúng mình ngạc nhiên nữa này. Quá là ngạc nhiên luôn, chứ còn gì nữa. Hungry Shark, tựa game cuối cùng trước khi mà chúng ta đi vào phần test AnTuTu, sau đó đo nhiệt độ. Đây là phần mà mình thấy rằng là có rất nhiều bạn trên kênh Dương Dê rất là thích các bạn nhé, về cái khoảng test nhiệt độ. Không còn gì để nói cả, quá là ngạc nhiên. Ok, 42 à, 42 độ 5 này. Đấy. Bốn mươi bốn này. Bốn mươi bốn với 45 các bạn nhé. 42,5 với lại 45. Đấy, và đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video. Xin chào và hẹn gặp lại.